Đất Thành Hôn của chú rể tách hợp cô dâu Thủy Duyên chính thức được bắt đầu. Quân nam phân tục.
sân trợ lý trên hát bên hồng ơi. Tôi đã mở lớp từ con sổ lề mây. Mới hải tiền về ý cùng nhận những thất phái công kỳ. Vì ai sẽ giáo sẽ giả có bảo quản chính quyết xã văn. Cho qua mẹ thầu kế ngày sùng cùng lát báo xào hay nóng. Các bài đồng sòng bản sàn mát sòng nguyện sàn xá tích khá lâu trầm. Hóa là thầm có cùng đọc cưới giáo bác nàng trọng trào về phòng cần. Cho con hạnh phúc cười cứ biết nóng cảm hóa mày đi. Ăn mà phải biết bạn nó nàng cần bố phải biết cù hóa dài thú tha. Phải biết cho đàn đòi nằm một phát biểu cả nơ bị nồng nơ. Đơn đơn mở lưỡi từng bà sổ lệnh mây. Các bà sổ lệnh mây của mẹ bị nồng.
từ ngày hôm nay. Và như vậy, nghi thức hạnh phúc của tân lang, tân gia nhân ngày hôm nay xin phép được bắt đầu. Xin được nhiệt liệt kính chào quan viên hai họ gần xa, rất nhiệt tình, bất chấp thời gian và ngọc của mình, cùng trở về thật đông đủ trong buổi trưa nay. Và lời đầu tiên, cho phép tôi là người dẫn chương trình xin long trọng gửi tới toàn thể quý vị một lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và một lời chào trân trọng nhất. Và kính thưa quý vị, chú rể tách hợp cô dâu thủy duyên được kết duyên tơ hồng, đám cưới nên vợ nên chồng nay đã thành hiện thực. Hiện thực đó chính là ý nguyện của hai bên gia đình họ tộc và cũng chính là tâm nguyện của toàn thể quý vị quan khách đang hiện diện trong buổi tiệc mừng hôn lễ ngày hôm nay. Vậy ngay bây giờ chính là thời khắc thật xúc động và thiêng liêng, hạnh phúc ngập tràn biết bao của cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị cùng ánh mắt của mình về phía cổng chính sân khấu đại tiệc để cùng chào đón hai gương mặt đẹp già người nhất, chú rể tách hợp cô dâu thủy duyên. Hai em hãy nắm chặt tay nhau bước lên sân khấu để diện kiến toàn thể xuyên hôn trân trọng được kính mời. Và toàn thể hôn trường chúng ta một trang thân lớn để cùng chúc mừng. Dắt nhau đi chung trên một con đường đến bên bờ hạnh phúc. Và từ đây họ đã thỏa được tâm nguyện của mình, sẽ cùng nhau trở về chung sống trong một mái ấm gia đình văn minh hạnh phúc mà bấy lâu nay đã từng mong đợi. Quý vị thân mến, và để có được giây phút trọng đại như ngày hôm nay, đó là nhờ vào công ơn trời biển của các đấng sinh thành dưỡng dục ra cô dâu và chú rể. Vậy ngay bây giờ trên sân trọng kính mời các ông các bà đại diện cho bên gia đình hãy cùng tay trong tay bước lên sân khấu để diện kiến toàn thể diễn hôn trân trọng kính mời. Với đoàn nhà trai trên trọng kính mời chú Lò Văn Trương, thím Lò Thị Nghĩa. Đại diện cho gia đình họ nhà trai hãy nắm chặt tay nhau với sân khấu để diễn kiến toàn thể duyên hôn. Và kính hết tình thông giám gia đình nhà trai chúng tôi trân trọng kính mời chú Hoàng Văn Tính, cô Lò Thị Trang. Đại diện cho gia đình nhà gái chúng tôi cũng nắm chặt tay nhau với sân khấu để diễn kiến toàn thể duyên hôn trân trọng được kính mời. Và một lần nữa toàn thể hôn trường chúng ta một trang thân lớn để cùng chào mừng. Niềm vui mừng hạnh phúc biết bao đang là nụ cười trên môi của các ông các bà là những ngày làm cha làm mẹ đã góp công sinh thành ra cô dâu và chú rể. Và ngày hôm nay họ thật vui mừng hạnh phúc biết bao khi được tổ chức một ngày trọng đại trong đời trai con yêu quý của mình, đó chính là ngày dựng vợ và chồng cho các con. Thưa quý vị, thưa quý vị thân mến, và đúng là sau bao nhiêu tháng đời năm chờ, niềm vui mong đợi bây giờ là đây. Hôm nay ngày vui sau rể một nhà, mừng cho hai họ tân hồng kết duyên, thuận hòa êm ấm trước sau, thông gia tình nghĩa mặn mà từ đây. Và trên sân khấu tình yêu lúc này đây là những gương mặt đẹp rạng ngời nhất của giờ chủ rể cùng với bên gia đình. Và để biết rõ hơn nữa giờ phút này đây, tôi xin phép được giới thiệu tới toàn thể quý vị. Đứng ngay cạnh chú rể tách hợp đẹp trai đây, đó là sự diện của chú Lò Văn Trương, thím Lò Thị Nghĩa. Xin mời đại diện gia đình nhà trai bước đến phía trước một bước cúi chào ra mắt toàn thể duyên hôn. Xin được trân trọng kính mời một trang thân lớn để chúc mừng ạ. Quý vị thân mến, và đứng ngay cạnh cô dâu thủy duyên, đó chính là sự hiện diện của chú Hoàng Văn Tính, cô Lò Thị Trang. Đại diện cho gia đình nhà gái chúng tôi, xin được trân trọng kính mời ông bà cùng bước lên phía trước một bước cúi chào ra mắt toàn thể duyên hôn. Xin mời một trang thân lớn nhất của quý vị để chúc mừng ạ. Vâng, quý vị thân mến, và đứng ở chính giữa sân khấu tình yêu lúc này đây là hai gương mặt đẹp rạng ngời nhất, chú rể tách hợp cô dâu thủy duyên. Hai em nắm chặt tay nhau bước lên một bước cúi chào ra mắt toàn thể duyên hôn. Xin mời một trang thân lớn của quý vị để chúc mừng ạ. Vâng, quý vị thân mến, và trở lại câu chuyện tình trăm năm của đôi vợ chồng trẻ, có thể nói rằng yêu và được yêu đó chính là niềm hạnh phúc của mỗi con người chúng ta. Và chúng tôi thì cũng có thể khẳng định rằng ở đâu có xấu trăm người thì đó sẽ có tình yêu. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, trẻ hay già, sắc tộc hay màu da, dù là trai hay là gái, dân tộc Kinh, dân tộc Thái hay dân tộc Tây. Chính vì vậy tình yêu nó rất cần cho sự sống, nó là hơi thở, là nhiệt đập cho con tim. Tình yêu có một điều tiềm ẩn rất có giá trị, là điều kỳ diệu và thật tuyệt vời đối với những ai biết trân trọng và trân trọng tình yêu. Tình yêu là một giác thần lý và thánh đức giữa trời ban bơi, hào phóng ban tặng cho loài người chúng ta nói chung, cho cô dâu chú rể với bạn trẻ ngày hôm nay. Quá tìm được tình yêu đích thực và đi đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vị cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông ta cũng lội, mấy bạn đèo ta cũng qua. Quý vị thân mến, tình yêu nó rất đơn giản thiết thực, nhưng nó thật gần gũi, thiêng liêng và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai con tim, nó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và từ khi còn bé, còn trẻ thì chú rể tách hợp, cô dâu thủy duyên
đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của các ông, các bà, cha mẹ hai bên gia đình. Và khi con lớn trưởng thành trên bước đường học tập, công tác thì đôi tân hôn cũng đã quen biết, gặp gỡ, tìm hiểu rồi yêu thương nhau. Các bạn có thể quyết định cùng nhau trèo lái con thuyền tình yêu, đến ngày hôm nay vẫn gặp được bến bờ hạnh phúc, được hai bên gia đình đồng lòng đồng ý, được đảng ủy chính quyền sở tại nơi đây nhất trí hoan nghênh. Thì ngày hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2022 là một ngày lành tháng tốt, được gia đình họ nhà trai long trọng tổ chức lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi vợ chồng trẻ. Xin hiện diện một thời điểm quý vị khách quý, đó chính là vui mừng hạnh phúc lớn lao đến bạn gia đình chúng tôi, và trong không khí vui tươi trong khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay và giây phút trang trọng này, tôi xin phép được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn của chú rể Bách Hợp, cô dâu Thùy Duyên chính thức được bắt đầu. Chồng lấy chồng thì không chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, còn họ hàng người ngoài gần xa, còn anh còn chị trong nhà với nhau. Cây cầu gốc mới được cảnh xanh lá, có con nguồn với biển cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ đời đời không quên. Và ngày hôm nay đây, Bách Hợp Thùy Duyên đã lớn lên, đi xây hạnh phúc bên người mình yêu. Cha mẹ ơi, sớm tối trước chiều những điều dạy bảo là điều các con mong. Và ngay giờ phút trang trọng này đây, tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại diện cấp cao nhất của bên phái đoàn Hòa Nhà Trai sẽ có một số lời đầy phát biểu cảm ơn chân thành gửi đến thân thể quân khách trong ngày vui hôm nay. Trân trọng được kính mời. Quý thân mến, và cảm xúc thì có rất là nhiều, nên gia đình Hòa Nhà Trai chúng tôi cũng khó có thêm được một lời, và ngay sau đây cũng sẽ ủy quyền cho tôi là người dẫn chương trình sẽ có một số lời đầy phát biểu cảm ơn chân thành gửi đến thân thể quân khách trong ngày vui hôm nay và lời bằng tiếng Thái. Xin chào bò, xong mè, xong ấy ai, này phủ lại côn. Còn chân chết to, phải con sầu này dám chen ải tả em nay, ải thảo em ké, ra sòng khoái, nái sòng cầm. Vì bàn cán bộ tổ đội hợp tác là bà đúng sòng sàng tăng khẩu, nhá hạt cánh thấy nữa là sửa đi bị hùa kiềm. Áo quang đắp phá hồng, dòng quang đi, mắt bắt đồ sòng làm, xong phải quả đẹp gần buồn. Cảm ơn. Trên đất phố già tàn ai phục phía đốc bền tà các bạn nằm sòng bản sám na sòng huyền sám xã phải có chút sòng này tàn lại đúng em bà phòng chơi ăn các sòng thật là nóc quang tháo ra nhớ bản sai lại bản nằm nhớ phước nông sùng phước bà mà phước bò phước mày hà hơn có cuốn không đẹp bày phái không đẹp đi qua có bất diệt bày cày bỡ lại bày ứng sờ mướn quẩy mướn la còn lại sờ mướn thành mướn quay còn ý các bạn có bất chi hỏng hạt đốt trời hỏng thở luôn banh buồn đá lên thèm đà sú do đợt biên cái này mặt men quen quan cần cho ăn để quan chủ đồ lạ cho cướp số ảo để các báo các xào cho cướp số bò số me xin phục về đốt về tà hóc có trắng cái của họ bày cái lại là cứng cùng dây sầu ở dây lụ tài ngoa tài xương cơ ba mớ xin mời mọi người qua sòng phái cho ngân có chất sáo hà mơ người xưa hà nhám hà đồng mưa lì bét đi đi sòng pha mả sòng tang có chất sạt đèn sứa hà đèn pha sú hà tuyệt đối sức đời thú biển cù sân cù kim có chất tập chất bằng cưới đồng hở sòng là nơi hao tận nơi thong tổng tràn cơ ba mớ chất cơ thân trắng đầy cáo đầy mơ phủ bên ải bên em bên ải bên nong sòng bản sám na sòng huyền sám xá nằm bản nằm cuống nhang bên hang bảy bìa bác cản móc đôi sòng làm sức khỏe cả đời dòng muôn cảm ơn cho văn tạm đẩy tạm đi thứ mỹ trắng men pin đồng ơi cho mỹ bồng đi phát nắp nạt nóc bồng sú lòng mét lòng ma bà mét bà sú quan trọng chất trò chất trần các bạn đúng em bà hóc quá có sáu bó ma hà bó đẩy sẽ đẹp kẹp nòi cơ ba mới chứ còn vẫn sò lại tạm ải đúng em bà phòng cho ân rồi sòng chốc hà po hà me hà tuần lúc phùng tà ý ai sòng sàng phát khẩu tết cầu tết xít có cầu hàn xiềng sai thầu ké màn dân hóc bà thịt nhá nhất chuốc bà chiều nhất tòng hóc bà sẽ đòi hà là phòng năng đi cái đằng này hóc bà định sổ số hóc mắc chúng bé sòng thang tỉa đất bị đang lá hàn thì xài với đàn ông người thân mến, và vừa rồi đó chính là những phát biểu cảm ơn của đoàn gia đình Hòa Nhà Trai chúng tôi của đoàn gia đình khách trong ngày vui hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi cùng ánh mắt lên sân khấu tình yêu để cùng chứng kiến những nghi lễ rất là long trọng trong ngày vui hôm nay. Và ngay giờ phút này đây, vừa các vị thân mến, và hôm nay con đã theo chồng món quà kỷ vật tơ hồng thành đôi, chút quà kỷ vật mà thôi mong cho giao sẻ đời đời an khang. Và trong ngày vui hạnh phúc trọng đại ngày hôm nay, hai bên gia đình nhà trai nhà gái các anh các chị cô chú những người thân thiết nhất trong gia đình cũng sẽ có những món quà thật giá trị thật ý nghĩa để dành tặng cho con trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây tôi sẽ được trân trọng kính mời vinh danh những món quà thật giá trị thật ý nghĩa đến từ gia đình chú Trương Phong, món quà giá trị ý nghĩa đến từ gia đình chú Nhâm Phương, gia đình anh Nam Dũng và gia đình anh Lũn Hùng, gia đình anh Cương Việt và gia đình em Thịnh Nhất. Xin được trân trọng kính mời những món quà thật giá trị thật ý nghĩa của các anh các chú sắp dành tặng cho hai con trẻ trong trường ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ạ.
điểm phấn để bờ môi thêm nồng. Và từ nay nhé vợ, tình chồng sẽ chia cay đắng mặn nồng bên nhau. Và ngay giờ phút trang trọng này đây, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng tiến về phía bên tay trái sân khấu, cùng sánh tay chọn tay rót tràn tháp bia rượu hạnh phúc ngọt ngào nhất trước sự chứng kiến của quý vị. Xin trân trọng kính mời hai em. Bây giờ lắc ạ, lắc một tí ạ. Vâng, cẩn thận lắc ạ. Vâng, thật tuyệt vời đúng không quý vị? Và ngay giờ phút ở đây, chân trọng kính mời quý vị có thể hãy cùng sánh tay trong tay rót những cái rượu hạnh phúc ngọt ngào nhất trước sự chứng kiến của quý vị. Chân trọng kính mời hai em ạ, chân trọng kính mời ạ. Cảm ơn chân thành nhất, xin được trân trọng kính mời ạ.